Chào bạn. Chào cô học. Bạn tên là gì? Tôi tên là Chu Quan. Chu Quan học lớp mấy? Tôi học lớp 4. À, Chu Quan, bạn là người Việt Nam hả? Không, tôi là người Hàn Quốc. Chu Quan là người Hàn Quốc. Chu Quan, Chu Quan thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái xoài. Chu Quan thích chơi môn gì? Chu Quan thích bơi, chạy hay là thích chơi môn thể thao nào? Tôi thích Chu Quan thích đá banh. Vậy lớn lên Chu Quan thích làm gì? Cô giáo hay làm bác sĩ hay làm cầu thủ đá banh? Tôi muốn làm bác sĩ. Chu Quan muốn làm bác sĩ. Ở nhà Chu Quan có con chó, con mèo gì không? Dạ, tôi có con chó Con chó tên Rudolph. Wow. Rồi Chu Quan, Chu Quan sinh nhật của con là vào khi nào là sinh nhật của con? 2 Ngày mấy? Ngày 29 tháng 11 năm 2004. Chu Quan, nhà của Chu Quan ở Phú Mỹ Hưng hả? Nhà ở Phú Mỹ Hưng. Nhà của Chu Quan lớn hay là nhỏ? Lớn. Lớn hả? Nhà con có mấy phòng? 6 phòng. Có 6 phòng. Vậy là có bao nhiêu phòng ngủ không biết không? Phòng ngủ, không biết phòng ngủ không? Phòng ngủ. Phòng ngủ là bedroom á. Nhà con có mấy phòng ngủ? Một. Có một phòng ngủ thôi hả? Có một phòng ngủ thôi. Rồi có mấy phòng bếp? Hai. Có hai phòng bếp. Là kitchen đó hả? Có hai phòng bếp. Là nhà con có mấy phòng khách? Phòng khách là living room á. Có một phòng khác. Rồi nhà con có mấy phòng tắm? Có hai phòng tắm. Rồi cảm ơn Châu Quan. Châu Quan thích học tiếng Việt không? Dạ, tôi học tiếng Việt. Rồi chào Châu Quan.